Alo anh à, hôm nay lấy chim à? Tôi mang chim cho anh mà. Tôi có phải hôm nay mang chim cho anh ở Yên Bình chưa? Hôm nay có phải là lấy chim của anh Thao không? Có phải là lấy chim không? Mẹ to thế này mà không nghe rõ thì đi. Bảo người ta gọi lại cho mình. Tôi hôm nay mang chim của anh Thao tôi cho anh. Hôm nay lấy chim à? Thế thì thế con ai đâu rồi? Máy này nói to rồi, máy nhỏ thế. Có phải là lấy chim không? Cái gì thì đéo, mày kích cái ta to nó lào gì đi bay ả đấy, mày cứ bảo nói nhỏ là cái đéo nào. Nãy đi điện đấy, nghe rồi để nghe đi. Lô, có phải hôm nay lấy chim không? Có phải chứ. Hôm nay có lấy chim của anh Thao không? Đây số này đây ông nào, đấy số 12 đi. Yên Bình thì không phải đâu, số bố chia 941 chẳng bảo không nghe. Sao cái thằng này nó lại sao không nọ lại điện được? Tụi đéo vào chứ. Alo anh à, hôm nay lấy chim của anh Thao à? Alo. Nhưng mà con bắt cái chỗ Yên Bình à? Hả? Qua chỗ kia là đi xuôi là đi ngược nhỉ? Đây, đưa con ra cho ngủ nhá. Rồi, ok, được rồi. Cái chú 12 này nọ là cũng của hắn mà thì đéo lắm. Khác máy à? Thế là tổng bao nhiêu đây? Tổng 1,2 triệu của cháu với 150 của ông là 1,3 triệu. Con làm đéo có tiền đủ được. Không có tiền đủ đây này. Đưa bao nhiêu thì đưa tính sau. Mà đây có mỗi 500 thì thôi đi, đàn đéo là phải vào. Ờ thế thôi, cứ đi đi. Triệu ba năm chục cứ nhớ thế là được. Hả? 1,350,000. 1,2 triệu là tiền chim, tiền xe ôm là 1,350,000 nữa. Ghi cho nó vào đây cho nó đành đi. 1,2 triệu đây. 1,2 triệu thì ghi cho nó đành. Đấy bút ghi lại. Phải lớn đối với thằng này một lần là cái quan vì quá tầm là. Đi. Tổng cái này.
0163530592. Anh em nào mua chim alo cho mình.